trị ruồi vàng cho cây bí xanh. Em Hoàng Dương xin chào cô chú, anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái chai thuốc trị ruồi vàng và một số loại sâu rầy khác, là những con chích hút này đấy. Cái số này sẽ đi về Hòa Bình để làm việc với cái vườn bí xanh để trị cái con ruồi vàng này. Ngoài ruồi vàng ra thì nó còn có thể trị được cả là các loại con sâu rầy đã kháng thuốc. Cái này thì một chai này nó pha được khoảng tầm 400 lít nước nhé, 400 lít nước. Chai 480 ml, pha cho 400 lít nước. Các anh chị có thể phun xịt cho cây bí trong cái thời điểm mà nó đang có con rầy và những con như ruồi vàng này đang gây hại trái non đấy đấy. Và dùng bình 20 lít thì các anh chị sẽ pha khoảng tầm 20 đến 25 ml cho một bình 20 lít nước để phun xịt cho nó. Còn sử dụng phi 200 lít ấy, thì một chai này các anh chị chia được hai phi, loại phi 200 lít nhé, là bằng 400 lít nước cho một chai này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thuốc này thì nó có vừa có tính lưu dẫn, thấm sâu và xông hơi nhé, xông hơi nên là nó sẽ có mùi hôi rất là đặc trưng, khó chịu nhé.